Chiều ngày 17 tháng 9, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã có mặt tại phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn. Tại đây, nữ ca sĩ livestream công bố toàn bộ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Cho 177 tỷ đó, thì ở đây là có cái số tiền ghi nợ là vào ngày 27 tháng 1 là trả lại tiền này. Thủy Tiên trả lại tiền từ thiện cho một bạn khán giả tên là Đỗ Thị Kim Chi. Chuyển khoản vào ngày 21 tháng 10 thì nhờ thông qua ngân hàng là nói là chuyển nhầm đề nghị là chuyển tiền lại, thì ngân hàng có chuyển lại cho bạn vào ngày 27 chuyển lại cho bạn vào ngày 27 tháng 11 là với số tiền 1.977.000. Thì hiện tại ở trong tài khoản mà số tài khoản 704746 để kêu gọi từ thiện miền Trung ấy là còn 4.464.298 đồng sau khi đi từ thiện 3 tháng. Thì ở đây cái số tiền này vì là hết đợt thiện nguyện của miền Trung rồi thì chỉ còn 4.6 thì Vinh và Tiên để cái số tiền này để có chuyến từ thiện tiếp theo. Chứ còn tiền này vẫn ở trong tài khoản. Nhưng có một điều rằng là trong suốt thời gian vừa qua ấy là hai vợ chồng đã bị chịu cái điều tiếng rất lớn là vu khống trên thông tin bịa đặt ở trên lan truyền trên mạng Facebook. Rồi một số cá nhân là đã vu khống bôi nhỏ danh dự và thông tin bịa đặt trên internet và làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến cái lợi ích cũng như tình hình. Tình hình kinh tế của gia đình. Vì vậy với quyền công dân của mình thì tôi. Sau một thời gian im ắng, thời gian gần đây, MC Phan Anh bất ngờ lại gây chú ý với dân mạng sau khi tung bản sao kê nặng 6,5 kg. Thừa thắng xông lên, nam MC liên tiếp có những hành động chú ý, tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên fanpage chính thức, MC Phan Anh vừa đăng tải một bài viết chia sẻ việc sẽ là khách mời tham dự chương trình dành cho thiếu nhi. Việc làm này khiến dân mạng chú ý và cho rằng, sau thời gian đóng băng sự nghiệp của anh thì giờ đã dần trở lại với công việc nghệ thuật. Bên cạnh những lời khen ngợi, phía dưới phần bình luận, Phan Anh bất ngờ nhận về những ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, một người đã thẳng thắn tố anh là kẻ đạo đức giả. Ngay lập tức, MC Phan Anh đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Cảm ơn bạn đã nói thật. Chúc bạn sớm có niềm hạnh phúc được nói bằng Facebook thật nữa nhé. Nam MC viết, những tưởng mọi chuyện đã dừng lại, song người kia vẫn tiếp tục phản hồi và nói, Facebook tôi thật này anh. Hiện, đoạn trò chuyện trên giữa Phan Anh và anti Phan đang khiến cư dân mạng chú ý. Thời gian qua, chuyện sao kê tiền từ thiện của nghệ sĩ trở thành đề tài nóng trong giới showbiz. Sau hàng loạt cái tên như Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, bị yêu cầu sao kê minh bạch tiền quyên góp từ thiện trong đợt lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020, MC Phan Anh cũng đã lên tiếng nhằm tiếp tục lấy lại sự trong sạch cho bản thân. Tôi mong các bạn hãy xem, hãy soi thật kỹ. Nếu thấy bất kể dấu hiệu nào về việc mình ăn chặn từ thiện xin hãy kiện mình, xin hãy tố cáo mình với cô.an, với tòa án hoặc các cơ quan báo chí truyền thông. Mình sẵn sàng dành thời gian cho tất cả, MC Phan Anh nhắn gửi thêm. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ chuyển tay nhau thông tin MV Hồng Nhan của Jack bất ngờ bay màu khỏi YouTube. Khi click vào đường link MV của Jack, kết quả thu về là dòng thông báo từ phía YouTube, vi, không có sẵn. Đây là vi, riêng tư. Thời điểm đó, trên trang chủ của G5 giờ đơn vị sở hữu MV Hồng Nhan cũng có bài đăng thông báo về việc kênh YouTube của họ bị hacker tấn công hack live tiền ảo 2 lần và họ đang khắc phục sự cố lần này. Vụ việc khiến nhiều fan của Jack lo lắng việc MV sẽ vĩnh viễn bốc hơi cũng như mất trắng hơn 300 triệu view. Tuy nhiên, đom đóm có thể thở phào nhẹ nhõm khi mới đây trưởng nhóm G5 giờ, Jomie đã đăng tải dòng trạng thái thông báo việc đã lấy lại được kênh G5 giờ Squad. Anh chàng cho biết dù đã sở hữu quyền quản trị kênh nhưng vẫn đang ẩn toàn bộ vi để tối ưu bảo mật. Jomie cũng khẳng định không một bài nào bị mất cả, mọi người yên tâm nhé. Ra mắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2019, Hồng Nhan đã nhận về không ít ý kiến trái chiều bởi phần âm nhạc khá xến sẩm và MV có phần đơn giản quá mức. Tuy nhiên, nhờ phần giai điệu mới lạ, Hồng Nhan đã nhanh chóng chiếm được nhiều người chú ý và liên tục xuất hiện trong top trending với lượt xem tăng một cách chóng mặt. Đây cũng là đánh dấu màn debut của Jack vào thị trường pop mainstream. Lần đầu tiên Jack được đông đảo khán giả biết đến sau thời gian hoạt động trong giới underground và đây cũng là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của nam ca sĩ trong suốt năm 2019.
trở nên nổi tiếng sau khi phát hành Hồng Nhan, Jack đã được nhà sản xuất âm nhạc KICM mời về hợp tác. Jack sau đó nhận lời, chính thức gia nhập vào showbiz và bộ đôi Jack KICM được giới thiệu với công chúng. Cuối năm 2016, Trấn Thành đã tổ chức lễ cưới với Harry quần sau nhiều lùm xùm, đồn đoán. Cũng từ đây, sự nghiệp của Harry quần càng thăng hạng, hàng loạt bản hit ra đời và rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Hiện tại, cô cũng đảm nhận vai trò MC ở một số chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong con đường nghệ thuật. Với khả năng dẫn chương trình linh hoạt, hài hước và tư duy nhạy bén, sau nhiều lùm xùm đến với anh, Trấn Thành vẫn luôn đứng vững và vượt qua một cách dễ dàng. Sự thành công của web drama và bộ phim Điện Anh Bố Già đã khẳng định được vị trí và tài năng của Trấn Thành trong showbiz Việt. Bộ phim Bố Già do Trấn Thành làm đạo diễn và diễn viên chính công chiếu chỉ trong 3 ngày đã gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ, sau đó thì chạm mốc 400 tỷ đồng và đến tháng 6 năm 2021 thì ghi nhận doanh thu gần 1 triệu USD tại phòng vé Mỹ. Đây là một kỷ lục chưa từng có với điện ảnh Việt trước đây. Bộ phim thành công ngoài sức mong đợi khiến nam nghệ sĩ được nhiều người chú ý đến. Ngoài việc thành công trên con đường nghệ thuật, vợ chồng Trấn Thành Harry Won cũng là một tín đồ của hàng hiệu. Túi giày của Harry Won có những đôi lên đến hàng trăm triệu. Không chỉ sưu tập giày, Harry Won còn sở hữu nhiều túi xách đắt đỏ, đặc biệt có chiếc túi có giá lên đến 5.800 USD, khoảng 135 triệu đồng. Còn MC Trấn Thành cũng không vừa, khi hiện tại anh sở hữu một tủ giày với nhiều kiểu dáng khác nhau và giá trị thì không cần phải bàn tới vì ai, cũng biết rất xịn sò. Nam MC từng tiết lộ, tôi phải nói thật, nhà tôi cũng như tiệm giày. Bên cạnh đó, Trấn Thành được biết đến là một tín đồ của nước hoa. Được biết, trong nhà Trấn Thành có hơn 600 chai nước hoa hàng hiệu khác nhau. Ước tính, 10 game show hát thì phải tới 7 game show có sự tham gia của Trấn Thành. Anh là con cưng của các tập đoàn truyền thông lớn. Như vậy, chỉ tính riêng game show, Trấn Thành đã thu về hàng trăm triệu mỗi tháng. Ngoài ra, anh còn đi dẫn event khắp mọi nơi và tham gia đóng quảng cáo hàng loạt. Không chỉ tỏa sáng trong nghiệp MC, Trấn Thành còn chứng minh mình là một nghệ sĩ đa năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau và nổi bật nhất trong số đó là hài kịch. Mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng anh đã tạo cho mình một dinh cơ bề thế ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Bên trong căn biệt thự khang trang, rộng rãi của Trấn Thành xuất hiện nhiều món nội thất cao cấp, sang trọng và đắt đỏ, đồng thời được bài trí đơn giản nhưng tiện nghi, đảm bảo không gian sống thoải mái nhất cho danh hài nhiều tai tiếng trở về nhà sau những thị phi của showbiz. Trong một bài phỏng vấn, Trường Giang cũng từng tiết lộ, Trấn Thành mua 3 căn nhà ở Mỹ. Ngoài ra, Trấn Thành đã mua một nhà riêng ở quận 1 với giá lên đến 20 tỷ. Và vì công việc hay phải ra Hà Nội nên MC Trấn Thành cũng mua một căn hộ tại thủ đô. Căn hộ cao cấp này có diện tích rộng hơn 100m² với giá 7,5 tỷ, tầm nhìn hướng ra Hồ Tây. Cũng như bao nghệ sĩ khác, Trấn Thành sở hữu xế hộp tiền tỷ phục vụ cho việc di chuyển, đi diễn. Năm 2015, anh sắm chiếc Mercedes-Benz S400L trắng có giá 4 tỷ đồng. Harry Won cũng không thua kém ông xã về độ kiếm tiền, khi những sản phẩm âm nhạc toàn hit và những hợp đồng quảng cáo tiền tỷ. Năm 2015, cô tiết lộ trong một bài phỏng vấn thù lao của mình tăng gấp 10 lần so với mức giá 50 triệu nhận được từ bộ phim đầu tay. Riêng với những hợp đồng quảng cáo, con số sẽ cao hơn. Mức cachet của Harry Won khi dẫn game show dù không bằng ông xã nhưng vẫn thuộc hạng cao. Ước tính, Harry Won cũng thu về vài trăm triệu một tháng nhờ công việc này. Có thể thấy, sau 5 năm kết hôn thì Trấn Thành Harry Won đã có một cuộc sống cực kỳ sang trọng và đầy đủ. Sự giàu có và sự nổi tiếng của hai vợ chồng chính là thành quả lao động của họ trong thời gian dài. Nổi tiếng với clip TikTok rủ mọi người uống coconut, Lê Thụy, sinh năm 2000 là một trong những trường hợp điển hình với quan điểm không xinh đẹp nhưng lầy lội thì vẫn cực kỳ nổi bật. Biểu cảm hài hước cùng cách sáng tạo nội dung video vô cùng độc đáo, ấn tượng đã khiến hot TikToker này một bước lên mây. Ngoài việc là một TikToker vui tính, Lê Thụy còn có thêm giáp bán quần xà lòn tại gia. Hiện, Lê Thụy đã tạm dừng việc học để tập trung kinh doanh và làm nội dung trên mạng xã hội. Hiện tại cô nàng đang sở hữu tài khoản TikTok có 1,5 triệu người theo dõi và hàng ngàn lượt thả tim trên mỗi video. Vào ngày 16 tháng 9 mới đây, Lê Thụy bất ngờ đăng tải một đoạn clip lên mạng xã hội bật mí về thu nhập hàng tháng của một TikToker mà cô nàng nhận được. Cụ thể, có lẽ ai đó đã đồn đoán rằng mức lương của một TikToker hàng tháng lên đến 100 triệu, 200 triệu. Vậy nên, Lê Thụy đã lập tức lên tiếng giãi bày và cho biết rằng thu nhập của một người làm TikToker chỉ có 45 triệu đồng. Cuối đoạn clip, cô nàng còn cười xòa, đưa ra lý do vì sao thu nhập của Lê Thụy không được cao như những gì mọi người nghĩ là do bản thân cô. Cũng có thể thu nhập ở trang mạng xã hội này không chỉ dừng lại ở mức mà Lê Thụy tiết lộ. Vẫn là phong cách nói chuyện hài hước, dí dỏm, Lê Thụy nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng về độ dễ thương và chân thật của mình. Một số người còn rủ dê bạn bè tập tành làm TikToker vì muốn có được mức lương, như cô nàng. Netizen đã để lại bình luận dành lời khen cho Lê Thụy.
cười dễ thương ghê. Buồn buồn xem clip của bà tự động cười theo, làm TikToker liền. Chị này cười thoải mái nghe dễ chịu, mê bà cười ghê, có duyên thật sự. Cách nói chuyện với cách cười của bạn ấy cưng ghê, hồn nhiên, ngây thơ quá nhỉ.